Các con thân mến, sau khi chúng mình tìm hiểu thời khóa biểu của lớp 2A và đã biết cách đọc thời khóa biểu của từng ngày, của từng buổi, sáng hoặc chiều, sau đây chúng ta sẽ cùng thực hành với bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu các con hỏi các con rằng mỗi ngày có mấy tiết học, sáng có mấy tiết học và chiều có mấy tiết học. Chúng ta sẽ dựa vào thời khóa biểu của lớp 2A để trả lời câu hỏi này nhé. Xin mời các con cùng suy nghĩ trong vòng 30 giây nào. Các con hãy nhấn nút tạm dừng và chúng ta sẽ suy nghĩ trả lời trong vòng 30 giây. Xin mời các con. 30 giây trôi qua thật nhanh có đúng không nào? Bạn nào đã trả lời được cả 3 câu hỏi của bài tập số 1 rồi? À, cũng không khó là mấy đúng không? Mỗi ngày trong thời khóa biểu của lớp 2A, ngày nào cũng có 7 tiết học. Và buổi sáng sẽ có 4 tiết, buổi chiều có 3 tiết. Đó chính là đáp án của bài tập số 1. Khi chúng ta quan sát thời khóa biểu thì chúng ta sẽ nắm được một số thông tin cơ bản như vậy. Bài tập số 1 đã giúp các con nắm rõ hơn về số lượng tiết học trong ngày và trong từng buổi của ngày hôm đó. Bài tập 2 yêu cầu các con hãy kể tên các tiết học của sáng thứ hai và chiều thứ năm. Các con hãy ghi nhớ nhé. Sáng thứ hai, các con cần phải kể tên các tiết học của sáng thứ hai và cả chiều thứ năm nữa. Với bài tập này, cô sẽ dành cho các con 1 phút để các con cùng thực hiện. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng nào.